Mà chị Vân ơi, em hỏi chị câu này nhá. Ví dụ bây giờ em không có tiền, xong em đi vay ngân hàng, em vay ngân hàng rất là nhiều tiền, rồi thì em lấy cái số tiền đó lại đi mua một cái ngân hàng khác, em làm chủ ngân hàng đó, thế thì em có còn nợ ngân hàng không chị? Cái này chị không biết. Chị có mỗi thế cũng không trả lời được. Thế thì chị tổ giống em rồi đấy. Mà này, em hỏi chị thêm một câu nữa nhá. Người ta bảo là gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Em học giỏi, em chơi với bạn kia dốt, thì bạn dốt đấy đấy sẽ làm em dốt đi, hay là em sẽ làm bạn dốt đấy giỏi lên? Cái này chị không biết. Thế chị lại giống em. Cái câu đấy nhá, em cũng không trả lời được. Thôi chị nghe em hỏi tiếp nhá. Thôi Thảo ạ. Sao lại thôi? Em vẫn còn thắc mắc mà. Hay là chị không dám nghe em hỏi, sợ bị lộ cái tổ ra đúng không? Không phải như thế. Thế thì nha, chị nghe em hỏi tiếp đây này. Thôi. Chị nghe em hỏi tiếp đây nha. Em hỏi chị nè, quả bí đỏ rõ ràng nó là màu da cam, mà sao người ta lại gọi là quả bí đỏ nhỉ chị nhỉ? Anh Hiếu. Anh bảo cái Thảo đừng hỏi em nữa, em không chịu được rồi. Anh Hiếu. Thảo, xem anh Hiếu chơi cái gì đấy. Thế á, để em hỏi thử. Anh Hiếu ơi, anh chơi gì đấy, cho em chơi với. Ê, không được. Đưa đây cho em chơi với. Không được. Cho em chơi với. Còn lâu. Anh Hiếu ơi, cho em chơi với. Ê, em chơi nữa. Anh Hiếu, chờ em. Em chơi nữa. Chị ơi, chị đang ở đâu đây? Chị ra nhà hàng em với. Ôi ôi, đã bận thì chớ, đứa nào lại còn cướp vàng của ông như này. Cái bọn này cướp ghê thế nhở. Anh ơi, anh điện thoại. Em có sao không? Anh ơi, anh cho em xin cái điện thoại. Ui, hỏng hết người em rồi. Thì ra mày là cái thằng suốt ngày cướp vàng nhà tao à? Cướp vàng. Anh cũng chơi Piggy Go à? Bây giờ cái game Piggy Go này hơi bị hot đấy, không chơi mới lạ. Ôi thì được, anh em mình kết bạn đi, cùng làm nhiệm vụ rồi lấy thưởng. Được, ID của anh là... không được, mày vừa cướp hết vàng của tao còn gì. Em xin lỗi, em không có ý. Tại anh nhiều tiền quá, phút nông nổi nên... Nên cái gì? Làm không chứng nhận còn nên, tao thì tao... Anh, túi hàng của anh. Được rồi, bỏ cái bọn học sinh mất dạy này, đi đứng mắt để đâu, cãi nhau đuổi nhau chạy ra đường thế à? Anh ơi, anh cho bọn em xin lỗi nhá, vì một phút nông nổi mà bọn em lỡ đâm phải anh, bọn em thành thật xin lỗi anh nhá. Thôi được rồi, anh nể em ấy, hôm nay anh tha cho cả ba đứa ấy, lần sau đi đứng cẩn thận nhá. Nhưng mà hôm nay là va phải anh, nếu mà va phải ô tô là chúng mày đi gặp ông bà không phải ngay đấy. Dạ. Ôi trời chết, vẫn còn hàng, để em nhặt cho anh. Nguyễn Thị Quỳnh. Anh ơi, hàng này anh gửi cho con Quỳnh anh. Đúng rồi, đây là đơn cuối cùng trong ngày của anh đấy. Không hiểu sao con bé này nó thích ăn cái này thế không biết. Đường thứ 3 trong tuần rồi đấy. Thôi anh đi đây. Vâng, đây này. Đây. Anh cho chị điện thoại. Thì anh ơi, thế nhưng mà nó mua cái gì đấy anh? Nó mua tteokbokki. Túc gì cơ ạ? Túc tắc à anh? Tteokbokki. Cái món ăn đấy là món ăn của Hàn Quốc đúng không? Vâng. Úi dồi ôi, nói đến ăn cái chị Vân tỉnh ngay được. Này, hai đứa, có muốn ăn tteokbokki không? Ui, ăn đấy anh. Thế nhưng mà làm gì có tiền à? Mà cái làng mình cũng chẳng ai bán anh Hiếu ạ. Không, miễn phí, cứ để anh. Anh shipper đẹp trai. Bây giờ nha, em sẽ chỉ cho anh cái gọi là đường tắt đến nhà cái đứa mà anh cần giao cái gói tteokbokki này. Bây giờ này nhá. Em chúc anh đi thượng lộ bình an, đi tay phải gọi là về tay trái. Được. Ô cái thằng này, mày chúc hay mày rủa tao đấy? Em đùa tí thôi, đi đi cả bọn anh, đi đi. Anh còn. Tốt
tteokbokki à? Ngon đấy, có đồ ăn rồi. Em chào anh nhá. Anh Hiếu ơi, vừa rồi anh chơi cái gì ấy? Sao anh shipper định đấm anh? Ta không định nói đâu. Thế nhưng mà nể tình mày, nhanh mồm nhanh miệng, rồi là xin lỗi người ta để người ta tha cho tao, nên ta sẽ nói này. Vừa rồi ấy, tao chơi game PicGigo. Dạo này nhá, đang có sự kiện thưởng điện thoại và tặng voucher mua sắm. Đấy, tao đang cố lấy được thưởng to, tiện tay cướp vàng của người ta. Ai ngờ rằng vào đúng cái anh shipper vừa nãy, nên là tí đen mắt. Điện thoại và voucher. Ừ. Hóa ra mọi người ở game đang hot là mọi người đang đua nhau giật thưởng à? Thôi bỏ qua cái vụ cướp tiền đi, anh dạy em cách nhận thưởng đi. Bây giờ em sẽ tải về. Em nữa. Được rồi, bỏ cái dài hướng dẫn. Rồi em chơi như này nhá, đây này, đủ xúc sắc. Ui, em hay thật đấy anh Hiếu ạ. Ui, nhiều vàng nhờ. Đá vùi. Ôi trời ơi. Mình đúng là người á, bên ngoài thì đẹp gái, bên trong lại nấu ăn ngon. Trình cưng mà cũng đòi tấn công chị á. Cho mà chết. Quỳnh hẳn luôn. Ai, mở cửa cho bọn em. Quỳnh. Tiên sư cái bọn này, đến lúc nào không đến, đến ngay cái lúc. Ôi trời, chết cha. Bọn này mà thấy á, thì đúng là mình chỉ còn cái nịt thôi. Nấu ăn vừa ngon lại vừa ít thế này á, thóc đâu mà đãi gà rừng. Quỳnh. Bọn mày à, đến đây làm gì đấy? Mồm mày sao đấy? Đỏ che đỏ chết thế kia. Thế còn nhảy tưng tưng nữa chứ. Hay là chị giấu khoai lang nướng cho quần đúng không? Không. Điên à? Tao gặp bọn mày, tao vui đấy. Tao vui quá nên tao nhảy ngay này. No. Chắc chắn không phải rồi. Em nghĩ là chị bị ghệ. Con Lu nhà em nhá, nó bị ghệ ạ. Nó ngứa quá, nó không gãi được. Nó nhảy y như chị ạ. Vớ vẩn. Ghẻ đâu mà ghẻ. Không có đâu. Nhưng mà sao mồm chị cứ đỏ chết thế kia. Chị bị ong đốt à? Không. Vớ vẩn có cái gì đâu. Mà bọn mày sang đây làm cái gì đấy? Sang ăn nấm à? Không. Bọn em tiện đường xong rồi sang nhà chị chơi mà. Hóng gió tí. Nhà tao gió to lắm. Cảm đấy. Về đi, về. Không, bọn em khỏe lắm, không cản được đâu. Chị thấy chưa? Ai rồi, tao đau bụng quá. Này, tao phải đi vệ sinh mà mùi da nó nặng lắm. Chúng mày về đi, tao đỡ ngại. Về. Không sao đâu, ai mà chẳng phải đi vệ sinh. Mày cứ đi từ từ thôi, nhá, bọn tao đợi được nhờ. Mà chúng mày về đi tí lại sang tao tiếp. Về đi bây giờ, tự dưng tao buồn ngủ quá, bây giờ tao phải đi ngủ đã, chứ không là tao không làm được một cái gì ấy. Giải tưởng cái gì, thế thì bạn cứ ngủ đi nhá, tôi hát ru cho bạn ngủ như này nè. Bé ơi ngủ đi, đêm đã khuya rồi. Tự nhiên tao không buồn ngủ nữa, mà bây giờ tao phải học múa online. Bây giờ đến giờ học rồi, tao phải lên học đây. Bây giờ chúng mày cứ về đi, tao học xong rồi chúng mày sang nhá. Đi về đi. Ôi trời, trông mày như thế này mà mày học múa, tin được không đấy? Chị Quỳnh học múa, em thích học múa, cho em học nữa. Em nữa. À, đảo của chúng mày ở trong PicGigo vừa bị phá kìa. Hiếu, là tao tấn công mày đấy, mau về tu sửa đi, nhanh lên. Sời, mày đừng hòng lừa tao nhá. Đảo của tao ấy xây xong từ lâu rồi. Mày không hề tấn công đảo tao nhá. Đảo chị phá là đảo của em đấy chị Quỳnh à. Em vừa mới tải về chơi thôi. Chị cậy em không biết chơi board game với cả cờ tỷ phú chị bắt nạt em đúng không? Em nói cho chị biết nha, em là chủ của mấy cái trò bàn cờ xúc sắc này đấy. Mà hồi nãy bọn tao bị container chở hàng nó tông.
Tao gãy chân rồi. Vào đây ngồi nhờ tí, đau quá. Đúng rồi, công tên hơn nó tốt tâm. Thật. Ờ, thế nhưng mà tí tao đi có việc bận rồi. Ê, chúng mày hóng cái gì thì hóng nhanh lên. Chị ạ, bọn em quý chị thì bọn em mới sang đây chơi. Chị chẳng tiếp bọn em thì thôi, cứ rình rình đuổi bọn em về. À, hay là chị có cái gì giấu bọn em? Giấu cái gì? Tao làm gì mà giấu cái gì? Chúng mày không tin ấy thì thì chúng mày cứ ngồi đây hóng gió cả ngày cũng được. Cảm ơn nhá. À mà này Quỳnh ơi, thế bạn sang chơi không mời được cái gì à? Nhà thì nó to gió sang. Nhà tao có nấu cái gì đâu mà mời. À, có nước ấy, chúng mày có uống không? Thôi được rồi. Thế thì mày cho tao xin một cốc gọi là bạch thủy ngâm băng đi, cho nó mát. Cái gì? Bạch thủy ngâm băng là cái gì? Nước lọc đá ấy chị. Bình thường chị toàn khôn rảnh ở đâu á? Thế nói luôn là lọc đá đi thì còn văn vở. Để thế em không có băng. Này, xin mời. Vâng. Kìa, lọc đi. Quên lại, Quỳnh ơi, nhà mày có cái mùi gì thơm thơm thế? Làm gì có mùi gì? À, chắc là mùi dưa muối nhà tao bị khắm, quên chưa đổ. Không, không phải mùi khắm, mùi thơm cơ. Đúng rồi, em cũng ngửi thấy, như kiểu là mùi bánh ấy. Chị Quỳnh ơi, chị có bánh gì à? Gì? Làm gì có bánh gì này? Chúng mày lại nghĩ là tao có bánh mà giấu không cho chúng mày ăn đấy à? Tao làm gì kiệt sỉ đến mức đấy? Tao là một chị đại có liêm sỉ và hết lòng vì bạn bè. Không phải à? Không phải thôi. Thôi chúng mày uống nước đi. Bạch thủy nha, cái con Quỳnh này mặc dù không có băng nhưng mà ngon phết nhỉ? Vâng, công nhận. Ngon hả? Thế thì ngon lại phải uống tiếp thôi. Đây tao rót cho. Ui, xin mời. Vào 3 ra 7. Đấy, uống đi. Em xin. Mọi người ơi, mọi người uống ít thôi, để dành bụng tí còn ăn đồ ăn. Bọn này mũi thính thật đấy. Chắc là chúng nó đánh hơi được mùi gì rồi, nên giờ dở bài để ở lại ăn ké đây. Được rồi, tưởng muốn ăn là được à? Bọn mày lì, nghĩ tao không biết chắc. Mày có đủ ăn không mời à? Đã thế à? Bọn tao ngồi đây đến Tết luôn. Khổ lắm, cười cái gì? Nước ngon như này không uống là phí đấy. Uống đi, uống đi. Đây. Đây. Rồi, cứ từ từ, bọn tao không uống, đang uống mà. Đấy, uống đi, uống nhiều vào. Uống nhiều cho da đẹp. Nhất là mấy đứa con gái này uống nhiều vào. Tiền sư cái đồ kia bo kẹt xì. Rõ ràng nhá, tao ngửi thấy mùi gọi là sốt của tteokbokki này, cá viên chiên này, rồi là kim chi các thứ. Thơm biết cái mũi thế mà nó nhất định kia bo nó không mời mình ăn. Có khi là chị đánh hơi. Được là mình sang ăn ké, nên là chị đấy giấu mình ấy. Mà cũng tại anh Hiếu nha, tự nhiên khen nước chị ấy ngon làm gì, để chị ấy đổ cho đầy bụng. Bây giờ em no á, không nói được cái này. Ngay lại đổ lỗi cho tao. Vâng, thêm cảm ơn anh. Cảm ơn anh vì đã cho em nhục được chưa? Giời ơi. Thế chung quy lại là bây giờ chỉ cần có ăn là hết nhục đúng không? Chuẩn luôn. Giờ có ăn là em hết hết nhục ngay. Nhưng mà bây giờ anh có tteokbokki không? Chỉ cần là tteokbokki đúng không? Được. Tao sẽ cho mày sáng mắt ra. Tao sẽ làm cho mày ăn. Ui, nghe hấp dẫn phết anh Hiếu ạ.
Thế nhưng mà đấy là món ăn Hàn Quốc, anh có làm được không? Anh đến người yêu em anh còn làm được nữa là chả có cái gì là cái thằng Hiếu này không làm được cả. Nhưng mà anh Hiếu ơi, nhà mình làm gì có tteokbokki đâu, ớt bột Hàn Quốc nữa. Những cái đấy á phải trên phố mới có cơ. Nhà mình cũng không có chả cá với lại kim chi đây. Có anh mày là có tất, nhưng không có thì làm. Có anh mày ở đây rồi lo cái gì. Hai đứa nhìn thế này. Con Thảo, nhà còn cơm nguội không? Nguội á? Còn ạ. Xuống lấy cơm nguội lên đây nha. Lấy thêm cái chảy, cái cối nữa. Vâng. Ôi anh Hiếu ơi, em ăn bánh gạo tteokbokki chứ em không ăn cơm nguội đâu. Em cứ bình tĩnh. Anh Hiếu ơi, đây rồi, đây rồi. Rất tốt. Đây. Rồi đây. Nhìn đây này. Rồi, thế nhưng mà giá như có tí bột năng dai dai thì đẹp quá nhỉ. Nhà em có anh Hiếu ạ. Ồ, thế à, thế Vân phải lấy đi. Để chờ em một tí. Con Thảo, mày xuống dưới bếp, mày lấy cho anh ba quả trứng này, hành lá này, mì tôm này. Đấy, nói chung là hôm qua còn cái gì ăn mà không hết, mày mang tất lên đây cho anh. Ok anh. Mày mang tất lên đây làm gì? Anh bảo em là mang tất lên còn gì? Úi giời ơi, tao lạy mẹ đấy. Úi giời ơi, mang tất lên đấy, tức là mang hết lên đây nhá. Chứ không phải tao bảo mày mang đôi tất, mày mang lên mày ăn luôn hộ tao cái. Ăn đi, hả? À. Úi giời ơi, học cho lắm mà, học cho lắm mà xong ngáo. Ê, anh Hiếu, anh Hiếu, đổ vào đâu, đổ vào đâu? Nhanh lên, nhanh lên. Cái gì nhanh đây? Lên, nhanh, đổ vào đâu? 5 giây, 4 giây, đây, nhanh, đây, nhanh, đây, nhanh, đây, nhanh, đây, nhanh, đây, cái gì đây? Vừa đủ thời gian. Ê, đổ tí bột mà cứ như kiểu thi chạy marathon ấy, nghe rõ đáng yêu rồi. Bởi vì còn 5 giây nữa sẽ hết hạn nên em phải đổ luôn vào ngay anh Hiếu ạ. Trời ơi, điên điên nhưng mà đáng yêu. I love you. Mà chị Vân ơi, chị không phải lo về hạn sử dụng đâu. Nhân phẩm anh Hiếu hơi bị được đấy. Tuần trước nhá, anh Hiếu ăn một cái bánh trung thu ấy, hết hạn một năm rồi có sao đâu. Cái con này lại bật chế độ nói xấu anh dài đấy. Mày có muốn ăn không? À, muốn ăn thì đeo găng tay vào xong rồi nặn đi còn gì nữa. Vân ngồi đi. Đẹp chưa, đẹp chưa? Ai khác gì ngoài hàng đâu mà. Của em nữa đều không anh Hiếu? Mọi người cười gì đấy? Vân ơi, em còn thấy cái bánh gạo của em nó giống hình gì không? Tóm lại là hình gì kệ em, miễn ăn được là được. Chị Vân ơi, nhưng mà liệu có ăn được không? Nhìn cái đấy làm chi tưởng tượng nó cứ bay cao bay xa ấy. Thì lần đầu mà, nếu như lần này không đẹp thì chị sẽ quay xe làm lại, quyết định làm lại. Quá đẹp. Thôi được rồi, bây giờ Vân với cái Thảo ra vườn hái cho anh 10 quả ớt chín vào đây để giã nát ra nhá. Ồ, thế nhưng mà anh Hiếu ơi, ớt ngoài cây hôm qua em hái hết cho bố rồi còn đâu. Ui rồi, tưởng gì, nhà anh Hoàng Anh không có gì ngoài ớt. Để em. Ồ. SOS, SOS. Nếu như anh muốn ăn bánh gạo Hàn Quốc siêu cay thì hãy mang ngay một cân ớt sang nhà anh Hiếu nha. Ơ đây, một lạng thôi, một cân nhiều quá phí. Ăn hết nào được mà. Anh không phải lo, nhà anh Hoàng Anh không có gì ngoài ớt, ăn nhiều ớt cho nó phê. Hỏi nó có cải thảo không? À ok. Anh Hoàng Anh ơi, nhà anh có cải thảo không? À có à. Ok, mang sang luôn nhà anh Hiếu nha. Vâng, ngay vào luôn anh ạ. Vâng.
Ê, một đứa nhạc anh ấy sẽ sang. Đây rồi, đây rồi. Ui dồi ôi, cái anh này sao không tắm đi rồi hãy sang. Ăn cỗ đi trước, lội nước theo sau. Chậm chân thì có mà hút nước à. Nhất là còn cờ rút gọi nữa thì phải sang ngay chứ. Này, ớt đây. Đưa đây, ta xin. Này, mày đưa đây, tao đưa cho em Vân mà. Này, thế mày có muốn ăn bánh gạo Hàn Quốc Tteokbokki không? Hả? À? Tteokbokki á? Này, tao toàn thấy trên TV rồi. Hôm nay mày nấu à? Còn ai trồng khoai đất này? Tao thích ăn bánh gạo với cả chả cá lắm. Mà này, mày có chả cá chưa? Nhìn cái gì? Làm gì có cá? Thế nhưng mà muốn có cá ấy, thì phải đi ra đồng bắt cá. Đi! Đi! Em có điện thoại. Dạ alo mẹ à? Thế nhưng mà dạ vâng. Vâng con về ngay ạ. Vâng ạ. Không cây đen nào bằng cây đen nào anh chị ạ. Mẹ em bắt em về nhà trông con chó cho mẹ em đi chợ. Vâng. Thế mua chó về trông nhà mà bây giờ lại phải về trông chó. Em toàn phải thế thôi. Thôi em đi về đây, không lại nát đít đấy. Anh Hiếu đội vào không mưa. Bye. Em về nha, chuông em. Vân ơi em về đi, tí anh mang đồ ăn sang cho nhá. Thôi được rồi, tất cả chúng mày bây giờ chuẩn bị tinh thần, sẵn sàng xuống ruộng bắt cá. Ê! Chỉ cần thêm tôm và cà chua nữa là đủ để nấu ăn nhận thưởng rồi. Đây này. À, thế là hóa ra trong lúc bọn mình vật vã bắt cá, có đứa phải vật vã để chơi game cơ đấy. Cá to nha. Anh Hiếu ơi, cá này mà làm chả viên thì ngon lắm ấy. Thôi, đi về làm, đi. Đấy. Các bạn ạ, sau khi lọc cá, Hiếu đã băm nhuyễn cá, hành tím và tinh hao, tức là thì là đấy, rồi cho một chút hạt tiêu và bột canh vào. Bây giờ nhá, Hiếu sẽ nặn thành hình cá viên chiên, sau đó chiên lên thôi. Tà Tô, bác bếp cho dầu sôi lên cho anh. Giờ chúng mày tập trung với tao hỏi đây. Chúng mày thích ăn cấp độ mấy? Cái cấp độ 7 ấy, nó không nhằm nhò gì đối với tao. Cho tao cấp độ 8 ấy. Cái cấp độ 7 là cái cấp độ lìu tìu hả? Tao chỉ sợ con Thảo nó không ăn được thôi. Cái gì? Anh nói ai không ăn được á? Hả? Anh Hiếu ơi, anh cho hẳn cấp độ 9 luôn cho em. Anh nghĩ em sợ á? Không có đâu bé ơi nhá. Em nói cho anh biết á, không anh lại nghĩ em hèn. Được rồi, thế thì chốt cấp độ 9 nhá. Tí đứa nào mà không ăn được ấy, tao băm ra làm chả viên chiên luôn, nhớ chưa? Mày làm đi. Tưởng gì chứ cấp độ 9, cấp độ 10 tao cũng chấp nhá. Được. Con Đào, ra gấp cá viên chiên và đĩa cho anh để anh băm ớt.
Rồi. Xong. Các bạn ạ, sau khi băm nhỏ ớt ra ấy, thì chúng ta sẽ cho lên bếp và phi lên, rồi cho đủ các gia vị vào, xì dầu này, đường này, muối này, và cho thêm một chút nước nữa. À không, cho nhiều nhiều vào để lát còn cho bánh gáp nhá. Tao quay xe. À, ngồi sang đây để anh vào. Thơm phức chúng mày ạ. Con Thảo, đưa Tteokbokki đây. Thôi chết, em quên ở nhà rồi. Ở nhà thì về lấy đi nhanh lên. Anh Hiếu ơi. Ok ok. Các bạn ạ, giờ Hiếu sẽ cho Tteokbokki vào. Đây ạ. Úi dồi, thế mày không thái không rửa ra à? Em quên mất. Tốt. Rồi. Tứng tứng. Hả? Tứng là cái gì? Trứng trứng trứng. Nhầm nhầm. Đây. Rồi. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đập trứng vào đây, đậy lòng đào rồi bắc bếp xuống. Đấy. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cho hành lá vào rồi bắc bếp xuống thôi. Xin giới thiệu với tất cả chúng mày món bánh gạo cay Tteokbokki cấp độ 9. Rồi, bây giờ phải ta múc ra cho chúng mày nhá. Anh Hiếu ơi, hình như là cay quá anh Hiếu ạ. Sợ. Cay đâu mà cay, chắc không phải cay đâu. Chắc là ngon quá, nó sướng quá, đúng không? ngon lắm, chúng mày ăn đi. À, đấy, để tao thử. anh Hiếu, anh thế nào đấy anh Hiếu? Không. Ngon, ngon lắm. Ăn đi, tại anh nghẹn ngào cảm xúc quá. Ngon. Lần đầu tiên tao thấy thằng Hiếu nấu được một món ngon như này đấy. Ngon quá. Thế à, để em ăn hết nhá. Đấy, con cả nồi đấy, mày ăn hết đi, con thằng Hiếu nó ăn hết. Hiếu ơi, cay quá anh Hiếu ơi, cay quá. Ê, chúng mày làm gì đấy? Sao đây? Bọn mày làm sao đây? À, thằng Hiếu nấu Tteokbokki đúng không? Thế nấu mà bạn bè chả gọi sang ăn gì cả. Chơi bời kiểu đấy à? Để xem nào. Cay quá. Tao xịt miếng nước. Cho em uống với Hiếu, bỏng hết mồm em rồi, cho em uống với. Ai bảo chúng mày đòi ăn cấp độ 9 cơ? Tại mày ấy, có mà tại mày ấy, đã không ăn được cay còn xí. Thế tại con Thảo Tô ấy, tự nhiên đòi ăn cấp 9 giật trên cấp 10. Bây giờ bỏng mồm cả lũ ấy này. Sao tại em? Ai khịa trước? Mà này đúng hơn nhá, là tại anh Hiếu ấy. Nấu bánh gạo cay cho cả đám ăn, giờ bỏng hết cả mồm ấy. Này, là cái mặt chúng mày bảo tao nấu nhá, đòi ăn nhá, giờ đổ lỗi cho tao à? Hả? À? Dỗi! Thôi, chúng mày đừng cãi nhau nữa. Bây giờ lo mà tìm cách xem cái mồm thế nào đi. Chứ vác cái mồm như con cá dọn bể đến trường này á,
nhục lắm. Đúng miếng ăn ạ, là miếng nhục mà. Đúng là làm phúc phải tội. Trời. Xin chào tất cả mọi người. Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi hết tập phim vừa rồi. Và trong tập phim vừa rồi thì có sự xuất hiện của game Piggy Go. Cách chơi thì tương tự trò cờ tỷ phú và board game mà mọi người hay chơi hồi nhỏ. Mọi người có thể kiếm vàng để xây dựng các hòn đảo và nâng cấp nhân vật heo con yêu thích của mình. Trong game thì mọi người có thể dùng pháo để tấn công đảo hoặc đi trộm kho vàng của bạn bè để gia tăng tình cảm. Vừa kiếm được nhiều vàng lại vừa làm quen thêm nhiều bạn mới. Ngoài ra, hiện Piggy Go đang tổ chức sự kiện vàng. Chỉ cần mời bạn bè tham gia game Piggy Go, bạn sẽ có cơ hội nhận được iPhone và thẻ quà tặng What It. Xem hết video này, mọi người đừng quên tải Piggy Go để vừa làm giàu vừa kết bạn bốn phương nhé. Link tải game và gift code độc quyền của Gãy Team ở bên dưới phần mô tả. Mọi người cũng có thể kết bạn tâm giao, cùng nhau làm giàu. Và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Kết bạn tâm giao, cùng nhau làm giàu.